ông Dương Phúc đã nhấn mạnh, chúng ta cần phải nâng cao tinh thần chống dịch và khuyến cáo người dân hãy ở yên một chỗ, nhà nào ở nhà đó, xã nào ở yên xã đó, huyện nào ở yên huyện đó. Đây là chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp với Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống Covid-19. Đầu năm gặp em ngày xuân đã mất vui. Từ ở đâu em đi nghênh ngang qua nước tôi dạo chơi. Đem đến bao nhiêu hoang mang, lo lắng sợ hãi bất an. Và tính xa xa thì gần như là cả nước mất việc làm. Rồi cùng nhau bọn tôi đuổi mãi em mới đi. Nhà nhà hân hoan vừa bao nhau may quá không việc gì. Ấy thế chưa tới trăm hôm em đã ngấp nghé quay lại. Lòng hẳn còn hơn năm trước đôi phố đang đuối như sông lăng. Cả nước không thương em, cả nước không thương em. Mọi người phải đang giãn cách để không đón tim em vào nhà. Cả nước không thương em, vì thế xin đi cho. Mà ở đâu tôi cũng thấy xin đâu để em thôi lan tràn. Toàn thế giới không thương em. Bài hát từ chiều con